Rồi, đây, monitor thì chúng ta đặt thế này. Còn đánh full range. Vô. Xong. Ngon lành cành đào. Đó. Cameraman thì quay xa rồi. Các bạn thấy không? Nhìn rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Mà Vũ rất là thích đối với những series mà dòng loa mà nó nhỏ. Nhỏ nhưng mà cái miệng nó phải hổn các bạn, tức là nó phải FPL nó phải cao. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì đã lâu rồi, Thiên Vũ đã không làm video để cho các bạn cũng như là người xem kênh cùng xem video những nội dung của Vũ. Thì video hôm nay thì đương nhiên tại vì làm những video chia sẻ khá là nhiều về cũng như là âm thanh ABCD rồi các kỹ thuật cũng đã chia bạn cũng khá là đầy đủ rồi. Thì bây giờ thì có những cái mới thì Vũ chỉ thích làm những cái mới thôi. Thì bây giờ các bạn, những fan mà trong cái nội dung video này thì các bạn mà fan là fan bầu, thì video này sẽ là video đầu tiên để cho các bạn sẽ đập thùng cũng như là sẽ được trải nghiệm cái chất cũng như là thương hiệu loa bầu. Và các bạn trước đây thì Vũ đã từng review với các bạn cái dòng Shure AMU như thế này. Đó, đây là dòng AMU là 208, đúng các bạn? Đây là dòng 208, đúng chưa? Thì đây là ngày xưa Vũ đã từng review nó là đắt nhất. Thì riêng đối với năm nay thì cái series mà khủng nhất của Bow thì chính là series AMM. Trước mặt các bạn đây chính là series AMM nguyên đai nguyên kiện. Đó, thì đây là những cái nội dung mà dành cho fan Bow thật sự thích thú cũng như là muốn trải nghiệm những sản phẩm này. Thì hiện tại sản phẩm này có được trưng bày cũng như là được trải nghiệm sẵn ở tại showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Và đặc biệt cũng chia sẻ thêm các bạn, thì đối với những khách hàng mà đã follow Thiên Vũ thì sắp tới Vũ sẽ có mở thêm một cái chi nhánh ở địa chỉ ở bên Gò Vấp. Thì khi nào mà chính thức xong hoàn thiện thì Vũ sẽ thông tin cho các bạn ha. Thì các bạn, những khách hàng mà đã quý Thiên Vũ thì các bạn có chuẩn bị đón nhận một showroom mới ở tại Gò Vấp nha. Ok, bây giờ mình sẽ action cái video này. Thì bây giờ cái video này á, thì đây là con AMM08. Thì tức là một driver, tức là 108 các bạn, tức là một driver và kích thước là 8 inch. Đó. Và phía dưới này thì hãng Bow họ chỉ làm ra là một cái series sub duy nhất các bạn. Trong cái series AMM này họ sẽ không làm quá nhiều, họ chỉ tập trung đúng 3 series. Thứ nhất là AMM08 tức là một driver 8 inch, và AMM112 tức là một driver 12 inch, tức là bass 30 và bass 20 thôi. Đó, thì Vũ cho các bạn thông tin như thế này. Đó, chỉ có 2 series thế thôi. Và đối với cái series AMM này thì Bow họ tập trung với cái sự hiệu năng cũng như là cái tính năng đa nhiệm hơn so với những cái dòng loa full range ABC. Tại vì những cái dòng này họ sản xuất ra họ có thể làm được về mặt cả full range hoặc là làm về cả về cái mặt monitor nữa các bạn ha. Và sub thì chỉ có một sub bass 40 duy nhất thôi. Rồi, bây giờ Vũ sẽ đập cho các bạn coi cái con này xem như thế nào nha. Ok, các bạn chờ Vũ xíu. Giao hàng kìa Khoa ơi. Rồi, rồi, ok, đây Vũ sẽ mở cho các bạn xem. Rồi, một giây. Thôi mình kéo gì, tại sao mình cắt chi ta? Sao mình gà nha? Mình kéo gì đi để mình giữ cái dây lại. Đó, ok, rồi. Và cái này, con này, đây mình sẽ mở cho các bạn. Đây, cái Shure Bow đây các bạn. Đây cái logo đây nè. AMM108. Đó, các bạn ha. Rồi, các những Shure. Đây là hàng chính ngạch các bạn, đây không phải là hàng sách tay, đây là hàng công ty đàng hoàng các bạn ha. Đấy, Shure của nó ha. Và được bảo hành tại thị trường Việt Nam là 2 năm. Và đối với bảo hành driver là 5 năm các bạn ha. Thì Bow là một thương hiệu khá là quốc dân đối với người Việt Nam của mình rồi. Đã vào thị trường Việt Nam cách đây cũng đã 20 đến 25 năm rồi các bạn. Đấy. Đó, đơn giản các bạn. Ngày xưa mình cũng đã từng review cái con AMU, cái con mắc nhất của nó. Thì nó cũng đóng thùng rất là đơn giản. Và con này cũng y chang vậy, nó đóng thùng rất đơn giản. Mình mắc cười cái điểm là những cái đồ mà cao cấp á các bạn, mình không hiểu sao nha, đặc biệt là những cái đồ pro, đồ karaoke, đồ chơi live các bạn. Đó, những cái dòng PA á, thì các hãng lớn đa phần những cái thùng của họ các bạn thì càng đắt tiền thì tự nhiên cái thùng đóng càng đơn giản các bạn. Nó không có gì trong đó đó. Rồi, tôi sẽ mở đây rồi đây. Đây, và nó có một cuốn manual ha. Để Vũ lấy con manual mình cho các bạn xem, review các bạn sơ về cái thông số kỹ thuật của nó. Đây. Rồi, cho các bạn coi. Khá là nhỏ, con này mình rất là thích nha. Gu Vũ là rất là thích những cái lo nhỏ. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, series của nó nè. Rồi, để mình kiểm. Đó. Cái design của nó nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, ok.
là nó chỉ nó cho chúng ta những hướng dẫn cái cách mà chúng ta có thể treo nó ở góc độ linh hoạt, treo ở sân vận động cũng được, hay là treo ở trong nhà cũng được, hoặc là làm monitor sân khấu cũng được. Bây giờ là xu hướng, bây giờ là cái gì nó cũng all in one các bạn. Phải dùng từ là all in one các bạn, đó là xu thế các bạn. Tức là họ không có bóc tách ra nhiều, họ thích tất cả nó chỉ dồn vô một chức năng thôi, và một sản phẩm nó khai thác rất là nhiều công năng. Đấy. Đó, chúng ta có thể để keyboard cũng được nè, rất là nhiều dạng nè. Đó, ok. Đó là sơ sơ là như vậy. Đấy, rồi. Bây giờ mình sẽ khui cái con này ra các bạn xem cái thực tế nó nha. Mình bỏ dưới đây đi. Đây. Đấy. Đấy, rồi. Bỏ ra, rồi để đó. Rồi. Đấy. Đây. Vâng. Đây là series Kubo. Đó. 380. Rất là đẹp. Các bạn thấy rất là nhỏ gọn các bạn. Đó, rất là nhỏ. Và đối với những cái dòng này, nó là một dòng loa thuộc là dạng loa đồng trục cho các bạn ha. Thì cái lợi thế của cái loa đồng trục á thì Vũ đã từng chia sẻ cho các bạn rồi. Đối với đánh những cái trường hợp ví dụ như là đánh vì đánh lao nè, đánh ba nè, nếu mà thật sự á đánh ra, các bạn coi những cái quán ba, những cái lao ở trên thế giới, các bạn thấy họ một là đánh lao ray, hai là những đánh những cái dòng loa đồng trục thế này, hoặc là những cái sân vận động, thì cái loa đồng trục cái ưu điểm của nó chính là cái góc phủ, và đặc biệt đẹp tiếng nhất là chúng ta ở bất kỳ một cái vị trí nào trong một cái môi trường, một cái không gian, thì cái góc phủ nó sẽ luôn luôn đẹp tiếng ở tiếng mid và tiếng high. Tức là khi mà trap mà chênh lệch với nhau á, thì đôi khi chúng ta ở gần trap thì chúng ta sẽ nghe trap nhiều hơn, đôi khi ở gần bass thì chúng ta sẽ nghe cái phần bay nhiều hơn. Nó là như vậy. Thì đối với cái điểm lợi của những cái loa đồng trục, thì đặc biệt đối với những loa full range, thì cái tiếng mid, tiếng high là cái tiếng quan trọng nhất đối với những dòng loa full range như vậy. Thì khi mà chúng ta set up trên những quán bar, những quán cloud, thì cái tiếng giải tiếng nó sẽ đều đặn hơn so với lại cái những cái tiếng mà hai quay được tách ra độc lập của hai vị trí khác nhau. Còn ở đây là cụ trap nằm ở giữa và cụ mid cũng nằm ở giữa luôn các bạn. Đó, thì nó sẽ là tập trung, thì nôm na là từ cái hướng mình đi bất kể kỳ từ đâu, thì cái tiếng và trap, tiếng mid nó đều hài hòa, nó đều được cân đối từ đầu, thì nó rất là đẹp, nên chúng ta không sợ được phần di chuyển. Và đó chính là cái phần mà lợi ích khi mà chúng ta đi set cloud, hay là những cái đòi hỏi cái chất âm nó phải phủ đều, nó phải đẹp tiếng, đi chỗ nào cũng nghe giống như vậy, thì đó đòi hỏi kỹ hơn. Còn đối với anh em đi làm ba, làm plow đồ này nó có thể là 2m thì chúng ta dùng RTA để chúng ta bin noi. Nhưng mà đó là về mặt chính xác, ở về cái mặt là chúng ta set up. Nhưng mà nói về mặt vật lý thì con này nó vẫn chính xác hơn. Đó, ok nha các bạn ha. Đây là dòng lo, và đây là cái thế nằm mà của hãng Bose AMM, sorry AMM mà hãng họ đặt ra như này để chúng ta chơi monitor. Đây, để Vũ để ở đây cho nhìn nó quành tách tràng nó. Ví dụ vậy đi ha. Đó. Đó, ví dụ đây là một cái sân khấu biểu diễn đi. Đó. Thì cái con monitor này nhiệm vụ nó là nó sẽ trả lại cái tiếng chính xác nhất, nó cái FBL nó lớn để nó không bị lem bởi những cái âm thanh ở cái vùng khác đánh ở cường độ FBL rất lớn, thì nó sẽ làm ra cái lỗ tai chúng ta sẽ nghe bị trễ và bị delay. Thì cái loa này nó sẽ giúp cho band nhạc, giúp cho ca sĩ bắt được đẹp hơn. Thì cái này là một cái cách để cho ca sĩ chơi. Và một cách còn lại, ca sĩ có thể bắt được cái monitor này là bằng những cái tai nghe. Đó, những cái tai nghe cá nhân họ, thì cá nhân hóa họ đeo tai nghe để họ bắt nhiều các bạn. Khi mà chơi ở cường độ FBL lớn hoặc là những sân khấu lớn thì cái độ delay nó rất là xảy ra rất là nhiều. Thì nên cái việc mà nhiều khi giống như là vừa rồi có một cái drama về cái việc mà ca sĩ hát la, hát online, hát live thì rất là hay. Nhưng mà khi đi hát live á thì họ lại bị trên, bị phô và thậm chí là trễ nhịp. Thì cái đó là nó nằm ở cái kinh nghiệm các bạn. Đó là kinh nghiệm, tại vì có thể là người ta biết hát, có kỹ năng về hát hay là trời phú cho cái giọng hát, nhưng mà người ta không có kỹ năng về cái trình diễn, và người ta không hiểu về cái quá trình trình diễn trên sân khấu nó sẽ như thế nào. Thì đôi khi là người ta không có đeo mom. Theo Vũ nhìn cái nội dung video như vậy thì Vũ thấy là người ta không có đeo cái monitor ở như vậy, thì đâm ra thì cái việc mà nhận thức được cái độ delay của cái beat nhạc á, nó cũng bị sai lệch. Thì đơm na là khi mà vô nhịp, vô câu từ nó cũng đã bị sai lệch rồi. Đó, nó là như vậy các bạn ha. Ok,
Đó là một chia sẻ thêm ngoài luồng để các bạn hình dung về cái monitor thôi. Thì quá trình giới thiệu sản phẩm Vũ sẽ chia sẻ bạn thêm về những cái hình dung được, hiểu được cái kiến thức ở trong cái những cái chức năng của những cái driver này, những cái con loa này nó làm được cái gì và nó để làm gì đó các bạn ha, để cho những người dùng chúng ta, gia đình ai cũng thể biết cái sản phẩm này nó để làm gì, chúng ta hiểu đúng về cái tính chất và hiểu đúng về cái vấn đề của sản phẩm đó. Đó, ok rồi, tiếp tục là bây giờ quay lại thì ở dưới này của con AMM để cho chúng ta cái phần tripod đấy, các bạn thấy chưa? Rồi cái sự khác biệt giữa con AMM và cái con AMO trước đây Vũ có review các bạn, thì cái đầu tiên chính là chất liệu gỗ, gỗ đây rất dày, và thứ hai là nước sơn. Nước sơn các bạn nhìn ở phía ngoài, các bạn rờ phía ngoài các bạn cảm nhận, còn trên video chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo. Còn ở ngoài khi mà chúng ta rờ hai cái story khác nhau đây, nước sơn đây này là cái nước sơn đây nè, nó khác nhau lắm các bạn đó. Thứ nhất là cái độ sần của cái con driver này, cái độ lớp dày cũng như là cái phần cát đó các bạn, năm nay là như vậy. Nó to hơn, hộp nó sạn hơn nhiều và nhìn nó rất là dày cua các bạn. Thì năm nay những cái con này là những con trình diễn thì nó cần cái độ sự trâu bò. Mà đối với cái con này các bạn thì hiện tại cái con này á là theo hãng công bố thì nó chỉ có khả năng chống nước là IP43 thôi các bạn, tức là nó không phải là hoàn toàn chống nước nha các bạn ha. Nó không phải là hoàn toàn để chống nước. Đó. Nếu các bạn lưu ý nha, thì mình review để review đúng, để các bạn mua hàng các bạn phải mua đúng hàng. Và cái việc mà mua hàng nào á không quan tâm các bạn, quan trọng là các bạn hiểu được là chúng ta mua sản phẩm đúng tính chất và đúng nhu cầu á thì các bạn mới happy được. Còn nếu mà chúng ta mua có đồ có sang, có xịn đi nữa mà cũng mà không đúng nhu cầu, hoặc là tư vấn các bạn không đúng nhu cầu á thì Vũ đảm bảo các bạn cũng sẽ không vui khi mà mua sản phẩm đó, cũng như là thời gian sử dụng cũng sẽ thay đổi rất là nhiều. Còn khi chúng ta mua đúng á thì chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều nha các bạn ha. Rồi còn cái con này mình chưa biết dám mở hay không, để từ từ mình suy nghĩ có nên mở cái con này hay không. Nhưng mà khi mà các bạn coi cái driver trong này, Vũ đảm bảo là các bạn sẽ rất thích đối với cái Suri AMM này của Bo. Để hôm nào Vũ rảnh Vũ sẽ quay cái khu ruột bên trong này cho các bạn coi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là phần súp ha bạn. Thì đối với cái driver mà 112 thì nó sẽ to hơn các bạn ha. Nhưng mà đối với Vũ á, con này hiện tại SPL của nó đang là 128 của là lớn nhất. Thì như vậy là cái con này công suất lớn nhất của nó và hoạt động liên tục mà không ảnh hưởng driver á, thì nó chỉ là khoảng 122 decibel thôi. Đó, và nó chúng là cũng lớn nhưng mà nó cũng không quá nha các bạn, nó chỉ ở mức vừa thôi các bạn. Nó không, tại vì driver nó chỉ có 8 inch rồi các bạn. Đó. Rồi. Ok, mình tiếp tục cho các bạn nha. Rồi, đây là con xe, chút nữa mình sẽ cắm thử cho các bạn coi. Đối với con này nè các bạn, thật ra tuy nó nhỏ nha các bạn, nhưng mà các bạn Vũ cũng sẽ chia sẻ các bạn để cái cách các bạn phối ghép luôn. Để mà đánh thoát được cái con Bo 108U này thì chúng ta cần phải có một cái main, một cục đẩy công suất. Và với công suất chuẩn nha bạn, không được ảo nha các bạn, chuẩn là phải 600W trở lên. Thì nôm na là con này nuốt công suất rất là nhiều, cái hacklink nó nuốt cực kỳ nhiều cho cái nguồn công suất các bạn ha. Thì phải 600W trở lên thì mới đánh đẹp tiếng, mà coi như là cái driver của con 108 này mới thoát ra hết được. Còn đối với cái dòng mà 112 các bạn phải lên tới 800 đến 900 thì mới đánh được cái con full range này của nó nha các bạn ha. Rồi chút nữa mình sẽ review cái giải tầng của nó cho các bạn hiểu. Rồi giờ mình sẽ mở con sub tiếp để mình cắm lên các bạn hình dung được cái con lo này. Thì cái này á các bạn, những khách hàng mà đã fan của Bo mà chơi gia đình thì nói chung là quá sang rồi. Nói chung là cũng quá khủng rồi. Đối với fan Bo thì đương nhiên đồ âm thanh thì nó rất là vô giá các bạn. Nó rất là nhiều thương hiệu lắm. Bo á các bạn phải hình dung được, nó là một thương hiệu cao cấp, và nó cao cấp nó nằm ở phân khúc là quốc dân. Các bạn ha. Cao cấp ở quốc dân chứ phải là nó là đồ cao cấp luxury. Luxury có rất là nhiều hãng lên là LA rồi D&B rồi ABCD, rất là nhiều hãng rồi Adam rồi, nhưng mà cái những cái hãng đó các bạn, những hãng đó xâm nhập vào thị trường Việt Nam khá là chậm và cái giá thành nó rất là cao các bạn nữa ha. Thứ hai là sản xuất nó rất ít, thì đâm ra cái giá thành của những đồ đó có thể nó rất là hay, nhưng vật về nguyên vật liệu nó cũng rất là xịn, nhưng thật ra giá thành nó cũng chưa tới đó đâu các bạn. Nhưng vì sao? Vì nó sản xuất ít thì đâm ra cái chi phí nhân công cho đến chi phí vận chuyển cho đến cái gì ABCD gì đó, đối với những khách hàng mà đúng thuần là người kinh doanh thì các bạn sẽ hiểu được cái tính chất về cái chi phí, chi phí vận hành sản phẩm nó sẽ đội lên rất nhiều. Còn đối với Bo á thì nó sản xuất rất là khủng các bạn, thì đương nhiên là nó là sản phẩm đã vào thị trường Việt Nam mình khá là lâu rồi các bạn,
thì đương nhiên là nó sẽ tối ưu được cái vấn đề là nhân công, rồi nó có đội ngũ nhà máy sản xuất sẵn nữa, và nó làm ra được số lượng lớn nữa, nên là chi phí của nó sẽ mềm mại hơn so với các brand khác đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha các bạn, để mình xách đi. Huy Huy ơi, phụ cái Huy nắm ở đây nè Huy. Rồi vô nắm vô tay nắm á, có được rồi. Rồi bỏ xuống, rồi bỏ xuống đi, đem cái thùng vô trong giùm anh đi, bỏ thùng vô trong giùm anh. Hôm nay Vũ sẽ review các bạn, hẹn các bạn vào buổi sau Vũ sẽ cho các bạn nghe nha, nghe ở ngoài outdoor và nghe trong indoor luôn đó, để cho các bạn có một cái góc cạnh bên Vũ thì review nó sẽ cho nó đầy đủ nhất, cho các bạn nhiều thông tin chính xác nhất để chúng ta quyết định, vì số tiền nó không phải là một số tiền nhỏ đó. Nói chung ai đỡ chết mơi mấy môn này thì các bạn phải chịu thôi các bạn ạ. Đây mình mở ra đó. Đây, và một điều á mà những cái con bô rồ á, đây rất đẹp, rất nhỏ và rất gọn, và đặc biệt từ năm 2018 trở đi thì hãng bô họ focus vào cái âm bay cực kỳ lên, tại vì các bạn phải hiểu như nè, trước đây bô họ tập trung vào cái mid và cái high, và từ 2018 trở đi họ focus vào cái âm bay rất là nhiều, và họ hiện tại vẫn là một cái brand họ làm âm bay rất là sâu nha các bạn ha, rất là sâu, và cái công nghệ làm driver của họ rất là hay nha các bạn, cái đó mình phải ghi nhận các bạn, tại vì Vũ bán bô từ trước giờ nên hiểu được cái quá trình mà nó phát triển lên, mà nó chuyển hướng ABCD gì đó, bây giờ thì nó hiện đại, bây giờ nó đang tập trung lên cái mảng rồ rất nhiều. Trước đây bô nổi tiếng là dựa vào cái mảng home, những cái mảng portable, những cái mảng di động, những cái mảng sách tay, thì sau này bô mới phát triển ra những dòng mà về pro, sau đó mới chuyển qua đến cái giai đoạn là bô họ phát triển thêm một cái mảng nữa, mảng về mảng thương mại. Đó là cái lịch sử của bô, họ phát triển cái doanh nghiệp của họ đó, và cái chất của họ đang đi là như vậy các bạn. Rồi con súp này có mức giá là 64 triệu một chiếc các bạn. Còn Vũ báo giá luôn các bạn, này là con này là có mức giá là 40 triệu một chiếc, thật ra 40 triệu 500 á, nhưng mà Vũ làm trò. Nhưng mà giá thì nó sẽ thay đổi các bạn, tại vì ngày trước đây nhiều khách hàng coi trên YouTube của Vũ á, thì hỏi là sao giá lúc này, hỏi lúc kia nó giá nó khác, tại vì video YouTube của Vũ á, nhiều khi đã trải qua 1 năm đến 2 năm rồi đó, thì điều khi các bạn xem lại thời và các bạn mua thì điểm đó thì giá nó sẽ chênh lệch, đôi khi giá nó sẽ mềm hơn hoặc là đôi khi giá nó sẽ tăng hơn, thì tùy thời điểm để mà biết được giá chính xác thì các bạn nên gọi điện vào tùy thời điểm đó nha các bạn. Còn giá ở thời điểm là Vũ đang báo vào thời điểm hiện tại cũng như là giai đoạn của hãng nó mới ra thôi đó, còn khi mà nó chênh lệch tăng giảm gì đó thì các bạn liên hệ để có cái giá chính xác nhất nha, để thờ Vũ thông tin đầy đủ cho các bạn. Thì Vũ thông tin thêm cái giá của con này full brand, và đó là cái con mà 12 inch là AMM112, thì con đó rất chát, con đó hiện tại là đang tới 95 triệu một chiếc các bạn, 90-95 triệu gì đó, Vũ nhớ vậy, 90-95 triệu một chiếc. Như vậy một cặp lo nó sẽ rơi đâu đó khoảng 180 triệu đó, và một cặp súp này nữa chà chà cũng khoảng 300 mấy các bạn. Hiện tại là những cái cấu hình về dàn full bô của AMM Vũ đã có mặt trên website của Vũ, các bạn có thể truy cập những bộ dàn karaoke của bô nha, search là dàn karaoke bô Thiên Vũ thì các bạn sẽ thấy được những cái cấu hình mà Vũ đã làm cái những cấu hình bô này cho các bạn, thì khách hàng có thể lựa chọn, muốn nghe thử thì đến Thiên Vũ đó. Rồi đây cameraman có thể quay cận cảnh giúp mình cái súp này, nhỏ và rất là nặng và đặc nha các bạn nha. Đó thì các bạn thấy ở đây nè, đấy cái phần lưới của nó nè, nó về cái phần gia công thì mình đánh giá rất cao về cái độ hoàn thiện của cái thương hiệu các bạn. Thì những cái thương hiệu càng to thì chúng ta sẽ có những cái về mặt cái độ hoàn thiện, cái độ chỉnh chu của sản phẩm, hoàn thiện nó rất là cao các bạn. Đấy. À, với cái thanh tay nắm này là đều là bằng hợp kim nha các bạn. Tay nắm là bằng hợp kim các bạn. Hốc này cũng bằng hợp kim nha các bạn. Và họ mình thích như này nè các bạn. Họ có thể mix được cái phần hốc này và cái phần tay nắm này rất là liền lạc. Và nó tạo ra mình rất là thích cái cụm này, vì nó nhìn nó rất là pro các bạn. Tại vì nó rất là khó các bạn ạ. À. Tại vì nó là phải CNC, ABCD nữa, nên cái phần tay nắm đó nó làm rất là chỉnh chu. Đó, mà nước sơn nữa nên cũng rất là đẹp. Đấy. Nè, cameraman thể quay được phần gỗ này cho mọi người thấy nè. Đây. Đây là cameraman thể quay là phần gỗ cho mọi người thấy nè. Các bạn thấy không? Cái phần nước sơn, cái độ sơn nó khác với phiên bản của AMU.
AMU thì nó cũng giống như vậy nha bạn, nhưng mà cái mức độ sần cũng như là cái độ dày đặc của trên bề mặt á thì nó mỏng hơn. Mà đối với con ARM này thì cái bộ dày đặc như vậy thì nó lại dày hơn rất nhiều và nó cộm cán hơn nhiều, nó gấu hơn rất là nhiều. Mà nhìn cái thiết kế của nó, tổng quan của nó thì nó lại là Bat 40 nhưng mà rất là nhỏ gọn nha các bạn, rất là nhỏ gọn. Thì cái này là cái yếu tố đối với người Việt chúng ta sẽ rất là quan tâm ở thời điểm hiện tại. Vì bây giờ âm thanh nó sẽ không chỉ là chơi âm thanh, mà âm thanh bây giờ có luôn cả chơi về cái mặt thiết kế, chơi luôn cả cái phần cái nội thất nữa các bạn, cái ngoại thất nữa các bạn. Đó. Nên bây giờ là những cái con mà làm ra mà nó có những cái ưu điểm về cái mặt thiết kế, về mặt kích thước thì sẽ được rất là nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta lựa chọn và ưu tiên vì nó. Có những là chấp nhận mất đi 2% hay là 10% của chất lượng âm thanh, nhưng mà chấp nhận là lựa một sản phẩm để bước vô căn nhà của họ phải đẹp và nhìn phải sang. Nhưng mà rất là tiếc trên cái con lo Bose, cái thương hiệu Bose này thì đối với những cái dòng Pro mà luxury của nó thì hầu như là hãng Bose nó không có để logo. Nhưng mà Vũ xin nói khéo nó vui nha các bạn, thì thật ra tính Việt Nam của chúng ta là chúng ta thích show cái logo ra. Nhưng mà thật ra cái này để bữa nào Vũ làm cái logo Vũ in lên này nó vui các bạn, không bị dính bản quyền các bạn. À đó, thì thật ra người Việt Nam chúng ta nhiều khi nó đen thui đen xì thế này à. Thì người ta không biết đây là lo Bose, nhiều khi tưởng đâu là lo Nhật Tảo hay là lo chợ đâu đó, ví dụ như vậy. Đó, như kiểu như vậy đó các bạn. Nhưng mà thật ra người Việt Nam mình là thích thể hiện cái logo hơn. À, mua sản phẩm nhiều khi thích thể hiện cái logo, trưng bày cũng thể hiện dựa vào cái logo. Thì đó là Vũ bán rất là nhiều, Vũ hiểu rất là nhiều khách đó, như vậy thì Vũ chia sẻ cho mọi người cùng biết vậy thôi. Mà mình không hiểu sao hàng hãng này nó lại không bao giờ để cái logo ở đây. Logo Bose thì nó cũng rất là đẹp đó. Nè các bạn, những dòng mà thấp hơn các bạn thấy cái logo không? Đó, đây những dòng mình logo thế nè. Đấy, bữa nào mình tháo này ra mình gắn vô con đó các bạn, thấy không? Rồi, ok. Rồi, quay lại. Rồi, bây giờ cho mượn cái ti Huy. Mượn cái ti. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn thử cho các bạn cái combo này nè. Nha, đấy. Đó. Rồi, ok. Đó. Rồi. Rồi, đây, monitor thì chúng ta đặt thế này. Còn đánh full range. Vô. Xong. Ngon lành cành đào. Đó. Cameraman thấy quay xa rồi. Các bạn thấy không? Nhìn rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Mà Vũ rất là thích đối với những series mà dòng loa mà nó nhỏ. Nhỏ nhưng mà cái miệng nó phải hổn các bạn, tức là nó phải FPL nó phải cao. Thì đó những cái tại vì mình thích nó vì cái cách mà họ làm, thứ hai là cái công nghệ, cái thứ ba là khi mà mình làm á, mình ép, mình đánh ép nó mà nó không bị overlock á thì nghe cảm giác là nó sướng cái người các bạn, nó là như vậy đấy. Bạn thấy không, rất là nhỏ gọn, nhưng mà bạn thấy cái bộ combo như thế này thôi nha, mà thật ra nó hét rất lớn nha các bạn. Các bạn xem video trước đi, hẹn các bạn trong video sau, Vũ sẽ mở cho các bạn xem cái phần nội thất ở bên trong combo này, nó có một sự rất là đặc biệt và nhìn nó rất là gấu nha các bạn. Thì video lần sau. Còn bây giờ thì chắc Vũ đã review chia sẻ các bạn về cái thông tin con này. Thì đối với con này các bạn, theo hãng được biết mình chia sẻ thêm về cái chất âm thanh của thằng hãng nha, còn thực tế nó sẽ khác. Thì theo với hãng á, thì đối với cái con 108 như thế này và kết hợp với con Super 115 như thế này, thì khi mà chúng ta mapping được nó với nhau, giao thoa được đúng điểm của nó thì nó sẽ xuống được tần số là tới 35Hz nha các bạn. Khi đó là đúng rồi, xuống tần số tới 35Hz các bạn. Đây là hãng họ đưa thông tin nha các bạn. Còn mà đúng hay có sâu tới hay không tới á, thì thật ra là mình phải chơi thực tế mình mới biết. Nhưng mà mình rất tự tin là cái pad của Bose nó đánh rất là mềm mại. Còn cái độ chắc của nó thì nó sẽ tùy theo trường hợp mà mình setup các bạn. Còn tại vì mỗi hãng nó sẽ có những cái thế mạnh, nhưng mà Bose sẽ có thế mạnh cái súp nó rất là mềm, rất là sâu và nó đi rất là xa. Đó là cái lợi thế của súp của thằng Bose các bạn ha. Thằng Bose nó đi theo cái hướng đó các bạn đó. Rồi mỗi hàng có khác, tùy gu. Nhu cầu chúng ta thích mềm mại thì chúng ta cho chọn Bose. Còn chúng ta thích chắc, gọn mà lực á, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ABCD brand để cho chúng ta lựa chọn. Còn Vũ chỉ là một người bán, đưa những cái thông tin, lựa những sản phẩm ok về giới thiệu cho khách hàng. Và bán cũng lên tư vấn những cái cấu hình đúng và chuẩn cho khách hàng, để khách hàng khi mà mua về nó mua một lần thôi, nó tránh phát sinh ABCD này nọ ha. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của Vũ. Hẹn các bạn video bữa nay là thứ ba. Cuối tuần này Vũ sẽ lên cái video mở cái ngoại thất cho các bạn coi và sẽ demo các bạn đánh indoor và outdoor.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.